Đây là các cụ thẩm ơn các yếu tố cấu thành một chất lượng của âm thanh nó hay. Em vừa thấy các bác ra đứng rất là xa để thẩm âm ạ. Thì cho em hỏi chút là cần với thêm cái thiết bị trần và chính hãng của DB thì các bác có cần không nhỉ? Không, nói chung là hay, hiểu không? Vậy mà